dễ thương, em ấy nhỏ hơn rồi. Mấy bữa cái phụng tao đùng. Thế sao ngoái. Phải nhỏ từ từ chứ. Mụn bữa nay nhỏ dễ thương. Xí bông tự nhiên con xin với anh ăn, nó đi làm lại là khi món thấy có mụn nhiều cái mới chịu đi. Bé này phải đi chứ còn có thể nào mà xin không xin nữa. Thằng anh hắn đó kìa. Anh hắn là lười đi lắm. Con người mà làm thứ mấy này. Mai nghỉ luôn đúng không? Dạ. Về đi em. Đào nè.
Ý sợ. Chị đang chị bà xin nè. Tức là ly quay cái cuối phần ly quay hai cái và phéo và chịu không nổi chắc biết được cá năm trời.
Ta sẽ xiết cái bông nước muối. Nhân to sợ.
nào vậy sao? Cố gắng à. Lì dạ mà mũi lì tôi mới dễ ra chán chưa đâu mình trang xíu nữa. Thank you.
tóc ghê. Không làm sợ đâu.